Vâng, thì xin chào anh chị em nha. Thì đây, hôm nay em mang lại những sự may mắn cho anh chị em luôn nha. Rồi vâng, thì trên tay em đây là ba em Galaxy Note 10 có công nghệ 5G luôn nha. Màu sắc thì nói chung là được trang bị là cực sáng luôn. Đây trên tay em đây là màu đỏ nha anh chị em. Đó, như cái màu vui xuân Tết luôn rồi nha. Đây, với mức giá thì vô cùng rẻ thôi. Hiện tại thì cửa hàng em đang có giá nói chung là cực kỳ tốt luôn nha. Đó, giá tốt với cạnh tranh luôn nha anh chị em. Chỉ hơn 4 triệu một tí thôi là anh chị em có thể sở hữu được một em như thế này rồi nha. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, để lấy xuống một con view ra cho anh chị em xem cho nó dễ nha. Về mặt thiết kế thì nói chung đến thời điểm hiện tại 2023, 2024 rồi anh chị em vẫn rất là đẹp nha. Đây, đó, nhìn màu sắc thì vô cùng đẹp luôn. Đây, ngoài màu đỏ may mắn ra thì em còn rất là nhiều màu nha. Rồi, như màu xanh đen, rồi màu ga sắt, rồi màu hồng. Đây nha, đó, cực kỳ là dễ thương luôn. Rồi, thì quay trở lại với cái thiết kế của em đó đây. Đó, nhìn trông đơn giản mà cũng rất là đẹp nha anh chị em. Đây là màn hình trước của em đó nha, sở hữu một cái màn hình là 6.3 inch nha anh chị em. Đây, rồi để bước vào, em này vẫn giữ một cái style là màn hình cong tràn viền nha, màn hình giọt xương nha anh chị em. Đây, cấu hình thì RAM 12GB và bộ nhớ là 256GB nha. Với cái bộ cấu hình như cái thiết kế như thế này thì nói chung là với mức giá 4 triệu hơn tí thì rất là ok rồi nha anh chị em. Đây, lưu trữ thoải mái luôn. Đây, RAM xử lý thì nói chung tốc độ cũng khá là nhanh, mượt mà luôn nha anh chị em. Rồi, thì tới tiếp theo để test phần camera cho anh chị em xem nhé. Đây, đó, dòng Note thì cụm cam khỏi phải nói rồi anh chị em. Đây, cận cảnh nha, rất là đẹp luôn. Thì những máy này bên em đang bán trực tiếp tại 33 là Minh Thăng, phường 12, quận 11 nha anh chị em. Đây, đó, lướt tới đâu là nén tới đó nha anh chị em. Rồi, phần cuối thì nói chung để cho anh chị em trải nghiệm một cái tấm nền màn hình nha. Đây, đó, vô cùng đẹp luôn nha anh chị em. Em này thì sở hữu một cái tấm nền là Dynamic AMOLED nha anh chị em. Đó, còn độ phân giải thì hỗ trợ lên tới Full HD cộng nha. Nên khi mình xem phim cũng như mình chiếm những con game có bộ những cái bối cảnh đẹp đó anh chị em thì nó nói chung là xử lý hiển thị còn rất là ok. Đó, nhìn rất là bắt mắt luôn nha anh chị em. Đây, với một chiếc máy mà chỉ từ 4 triệu hơn. Đó, anh chị em sở hữu được rồi nha. Form thì nói chung mà cầm trên tay, đó, rất là đầm tay luôn, nhỏ gọn nha, thông gọn luôn. Rồi, thì những chiếc máy ngày bên em đang bán trực tiếp tại 33 là Minh Thăng, phường 12, quận 11 và 111 Đặng Văn Ngữ nha anh chị em. Cả hai bên đều có hỗ trợ anh chị em mình ship code, hỗ trợ trả góp và thu phụ đổi mới lên đời đầy đủ nha. Đối với ship code thì khi hàng đến mình cứ kiểm tra hàng thoải mái của mình mới nhận hàng nha. Rồi, còn có với phần trả góp thì anh chị em chỉ cần có căn cước công dân có chip và gộp và dưới 60 tuổi trên 18 tuổi nha anh chị em. Rồi, và bên em cũng có hỗ trợ qua thẻ tín dụng cho anh chị em là muốn góp không lãi suất nha. Rồi, nói chung mình về khá là nhiều. Đây, đó, cho anh trải nghiệm xem lại một những cái màu nha. Đây nha anh chị em. Đó, cực phẩm luôn. Rồi, thì em cảm ơn anh chị em nhiều.